các bạn đến sân bóng Sportlet theo dõi trận đấu khung khổ giải bóng đá dành cho Malaysia Series B2 vòng đấu thứ 6 giữa hai đội bóng CNC và Hoàng Gia. Đội CNC ra sân trong trang phục áo trắng quần xanh tất trắng, đội Hoàng Gia ra sân trong trang phục áo vàng quần xanh tất xanh. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu là có trọng tài thứ nhất Nguyễn Quốc Vĩnh, trọng tài thứ hai Lê Tuấn Kiệt. Thank you.
Kẹp đi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dài hơn cái thời nè. Gọi chú, gọi chú. Yeah.
Come on.
Hey!